Kính thưa thầy chủ tọa và kính thưa quý đồng nghiệp, thì hôm nay chúng tôi rất lấy làm vinh dự được đến đây và chia sẻ cho quý đồng nghiệp về một chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng là quý đồng nghiệp cũng gặp khá thường xuyên trong cái quá trình thực hành của mình, đó là các cái rối loạn về vận động của dạ dày. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào hai cái chủ đề chính, đó là cái khó tiêu chức năng và cái liệt nhẹ dạ dày. Thì để bắt đầu cái bài trình bày ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ một lần nữa nhìn lại cái cấu tạo của dạ dày. Thì chúng ta thấy là cái dạ dày của chúng ta, cái phần tiếp nối với lại thực quản đó, thì chúng ta gọi là tâm vị, và cái phần ở phía trên này chúng ta gọi là phình vị, thường dùng để chứa ăn khi mà chúng ta ăn vào. Và một cái phần nữa là cái phần thân vị ở phía dưới này để chúng ta nghiền thức ăn khi mà thức ăn được ăn vào, và sau đó chúng ta sẽ, cái phần hai mô vị sẽ cố gắng đẩy cái thức ăn ra khỏi cái lỗ mô vị để xuống tá tràng. Thì đối với dạ dày thì nó có một cái cấu trúc rất là đặc biệt ở cái vùng tiếp nối giữa cái phần phình vị và cái phần thân vị, đó là cái vùng tạo nhịp của dạ dày. Ở đây thì nó có những cái tế bào mô kẽ Kajan, những tế bào này là những tế bào tạo ra những cái sóng du động chậm ở trong dạ dày với một cái chu kỳ là khoảng 3 cái sóng về trong vòng 1 phút. Thì khi mà một cái sóng như vậy nó được tạo ra đó, thì theo cái hình vẽ này chúng ta có thể thấy rằng là cái sóng nó sẽ lan truyền theo cái chu vi của dạ dày, cũng như là nó sẽ lan truyền theo xuống từ cái thân vị xuống cái vùng hang mô vị, và nó tạo ra những cái co bóp để đẩy thức ăn và nghiền nhỏ thức ăn, làm sao cho thức ăn có thể đẩy được qua cái lỗ mô vị một cách dễ dàng. Một cái đặc điểm nữa, nếu chúng ta để ý trên hình, chúng ta sẽ thấy là đối với cái vùng mà phình vị đó, chúng ta sẽ không có những cái sóng du động này. Ngược lại thì cái cơ cái vùng phình vị thường nó ở trong cái trạng thái luôn luôn là co thắt, thành ra nó luôn luôn tạo ra một cái trạng thái co thắt để nó đẩy thức ăn, có khuynh hướng đẩy thức ăn từ cái vùng phình vị xuống cái vùng thân vị, và để từ đó đẩy xuống vùng hang vị và đi ra khỏi dạ dày. Như vậy thì để mô tả rõ hơn cái hoạt động dạ dày, hoạt động vận động của dạ dày, thì chúng ta có cái hình đây. Khi chúng ta ăn vào đó thì cái thức ăn nó sẽ thiên theo từ cái thực quản vào dạ dày, thì lúc này á, thì cái dạ dày của chúng ta, cái vùng phình vị nó sẽ cố gắng nó giãn nở ra, và khi nó giãn nở ra như vậy đó thì nó sẽ làm gia tăng được cái thể tích dạ dày, giúp cho chúng ta chứa được nhiều thức ăn hơn, mà nó không làm gia tăng cái áp lực trong dạ dày. Chúng ta biết rằng là nếu dạ dày mà nó không giãn nở ra mà cái áp lực trong dạ dày nó gia tăng, thì chúng ta sẽ có cảm giác là buồn nôn và nôn. Sau khi mà cái phần phình vị nó giãn ra để nó chứa những cái thức ăn, đặc biệt là những thức ăn đặc đó, thì nó sẽ có những cái hoạt động co thắt để nó đẩy cái thức ăn xuống vùng thân vị. Và tại cái vùng thân vị và vùng hang vị á, nhờ cái hoạt động điện nó sẽ tạo ra những cái nhu động để nó co bóp, nó nghiền nhỏ thức ăn qua, và nó tạo thành những cái dung dịch người ta gọi là dưỡng cấp. Và khi mà cái dưỡng cấp này được tạo thành rồi đó, thì nó sẽ được đẩy xuống vùng hang vị, và chính ở tại vùng hang vị này nó sẽ, các cái hoạt động co bóp của vùng hang vị sẽ cố gắng đẩy cái dưỡng cấp ra khỏi cái vùng lỗ mô vị để đi xuống thành tá tràng. Chúng ta thấy rõ ràng là cái dạ dày của chúng ta nó hoạt động rất là nhịp nhàng. Một cái điểm trên hình nữa, quý đồng nghiệp nếu để ý cũng sẽ thấy rằng á, là ở tại cái vùng hang mô vị và cái vùng tá tràng nó có những cái kháng lực. Những cái kháng lực này nó đảm bảo rằng là mỗi lần cái hang bị co bóp á, nó chỉ đẩy một lượng nhỏ dưỡng cấp xuống tá tràng khoảng 2 đến 40 lít với một cái chu kỳ co bóp thôi. Cái việc này nó sẽ đảm bảo rằng là cái thức ăn nó không xuống tá tràng quá nhanh. Và chúng ta biết là cái niêm mạc dạ dày là cái niêm mạc được cấu tạo để chịu đựng axit, trong khi cái niêm mạc ở tá tràng là cái niêm mạc không chịu đựng được axit. Thành ra mỗi lần mà cái hang vị mà nó co bóp á, nó chỉ đẩy một lượng nhỏ thức ăn xuống tá tràng để tá tràng có đủ thời gian thích nghi với lại cái lượng thức ăn đẩy xuống. Như vậy thì nếu như mà cái hoạt động vận động của dạ dày này mà nó bị rối loạn á, thì nó sẽ gây ra một số cái triệu chứng mà chúng ta có thể gặp trên lâm sàng. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta có cái rối loạn về cái chuyện mà giãn nở của dạ dày, chúng tôi gọi là giảm thích ứng của đáy vị đó, thì có thể gây ra cái triệu chứng mà ăn mau no, tức là bệnh nhân ăn vào khoảng chừng một chén cơm là người ta có cảm giác là no và chúng ta không có muốn ăn, không có muốn kết thúc cái bữa ăn thường ngày nữa. Một cái nhóm rối loạn vận động thứ hai chúng ta có thể gặp là thay vì cái sóng du động ở cái vùng tạo nhịp này nó tạo ra khoảng 3 cái du động trong vòng 1 phút, thì nhiều khi là nó tạo nhanh hơn hoặc là nó tạo chậm hơn. Thì nếu mà có những cái rối loạn về tạo sóng du động thì cũng có thể gặp những cái triệu chứng về buồn nôn và nôn. Một cái rối loạn thường gặp hơn nữa đối với so với cái rối loạn về tạo nhịp của dạ dày, đó là cái tình trạng dạ dày nó bị bất thường về cái quá trình chậm lành trống. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là mô tả là chẳng hạn như cái mô vị của chúng ta nó giảm du động, hoặc là cái mô vị nó giãn quá mức,
thì thành ra nó gây ra cái tình trạng liệt dạ dày. Khi mà liệt dạ dày quá nhiều, quá nặng thì chúng ta có thể gây ra những cái triệu chứng chẳng hạn như là đầy bụng sau ăn, chẳng hạn như chứng hơi, buồn nôn nôn và thậm chí là sụt cân và suy dinh dưỡng. Như vậy thì khi mà một bệnh nhân có những cái rối loạn về cái hoạt động điện, hoạt động cơ, hoạt động vận động của dạ dày thì bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng, và những cái triệu chứng này thường nó tập trung ở cái vùng thượng vị hoặc là cái vùng trên rốn như cái hình mô tả ở trên hình đây. Thì các cái triệu chứng này gọi chung là các cái triệu chứng là khó tiêu. Thì theo cái định nghĩa thì khó tiêu là một tập hợp nhiều triệu chứng và người ta nghĩ rằng các triệu chứng này có nguồn gốc từ vùng dạ dày và tá tràng. Đầu tiên thì thường người ta sẽ mô tả rất nhiều triệu chứng, chẳng hạn như chúng ta thấy trên slide, chẳng hạn như đau thượng vị nè, nóng rát thượng vị nè, ăn mau no, đầy bụng sau ăn, buồn nôn và nôn, đầy hơi. Nhưng mà gần đây người ta thống nhất với nhau rằng là khi mà chúng ta nói khó tiêu thì chúng ta chỉ mô tả 4 triệu chứng thôi, là đau thượng vị, nóng rát thượng vị, ăn mau no và đầy bụng sau ăn. Nếu những bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu, chúng ta làm nội soi dạ dày, chúng ta phát hiện ra nguyên nhân gây ra các triệu chứng đó thì người ta gọi đó là khó tiêu thứ phát. Còn nếu mà chúng ta làm nội soi dạ dày và cái kết quả nội soi dạ dày trả về là bình thường thì chúng ta gọi đó là khó tiêu chức năng, hay trên lâm sàng thường bị gán cho cái chẩn đoán đó là viêm dạ dày. Thì cái bảng này sẽ trình bày ra những cái nguyên nhân thường gặp gây khó tiêu. Ở đây chúng ta có thể gặp thấy là thường gặp nhất đó là chứng khó tiêu chức năng. Những nguyên nhân thường gặp khác chúng ta có thể gặp chẳng hạn như là loét dạ dày tá tràng và nhiễm H. pylori, hoặc là những cái ung thư của thực quản dạ dày tá tràng, hoặc là liệt dạ dày, hoặc một số cái bệnh lý của mật tụy chẳng hạn như là sỏi mật, rối loạn chức năng cơ vòng HD, hoặc là viêm tụy mạng cũng có thể gây ra những cái triệu chứng khó tiêu. Những cái thuốc cũng là một những cái nguyên nhân thường gặp gây ra triệu chứng khó tiêu cho người bệnh nhân, trong đó đặc biệt chúng ta hay nói đến là những cái thuốc về kháng viêm không steroid, hoặc là các cái thuốc sắt của ức chế canxi chúng ta cũng rất thường sử dụng trên lâm sàng. Ngoài ra có một số những nguyên nhân ít gặp hơn mà chúng tôi thỉnh thoảng cũng có gặp, chẳng hạn như là những cái thiếu máu cục bộ của ruột, hoặc là bệnh Crohn nhưng mà nó biểu hiện ở đường tiêu hóa trên. Cái slide này trình bày cái tiêu chuẩn ROM 4 chẩn đoán cái chứng khó tiêu chức năng. Thì theo cái tiêu chuẩn ROM 4 đó, để chẩn đoán khó tiêu chức năng thì bệnh nhân phải có một trong 4 triệu chứng là đau thượng vị, nóng rát thượng vị, ăn mau no hoặc là đầy bụng sau ăn. Và bệnh nhân phải loại trừ các cái bệnh lý thực thể bằng cái nội soi tiêu hóa trên. Do khó tiêu chức năng là một bệnh mãn tính, thành ra thường các triệu chứng này nó phải xảy ra ít nhất là 3 tháng gần đây. Và cái thời gian từ lúc khởi phát triệu chứng đến khi chúng ta làm chẩn đoán thường nó phải trên 6 tháng. Sau khi chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị khó tiêu chức năng theo ROM 4 rồi đó, thì chúng ta phải phân nhóm bệnh nhân để chúng ta chọn lựa cái điều trị. Thì cái khó tiêu chức năng theo ROM 4 được chia làm hai nhóm. Đầu tiên là những bệnh nhân bị đau thượng vị hoặc là nóng rát thượng vị thì người ta gom chung thành gọi là hội chứng đau thượng vị. Và nhóm thứ hai, nếu bệnh nhân có ăn mau no hoặc là đầy bụng sau ăn thì bệnh nhân được xếp vào nhóm hội chứng khó chịu sau ăn. Khó tiêu chức năng là một cái vấn đề tương đối là thường gặp trên lâm sàng, và chúng tôi dẫn ra đây một cái phân tích và trên Gastroenterology năm 2021. Thì đây là một cái nghiên cứu ở khoảng 33 nước với cái số lượng người tham gia rất là lớn, khoảng trên 70.000 người. Thì người ta khảo sát trên internet hoặc là người ta đến phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân, và cái tiêu chuẩn chẩn đoán ở đây người ta dựa vào tiêu chuẩn ROM 4. Thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ hiện mắc của khó tiêu chức năng nó dao động khoảng từ 4,8 đến 7,2%, số khá là lớn. Trong đó, thì cái hội chứng khó chịu sau ăn là cái chiếm tỷ lệ cao hơn và thường gặp hơn so với cái hội chứng đau thượng vị. Một cái đặc điểm đó người ta cũng ghi nhận đó là có khoảng từ 12,4% đến khoảng 18% bệnh nhân vừa có hội chứng khó chịu sau ăn và vừa có hội chứng đau thượng vị, tức là bệnh nhân có thể vừa có đầy bụng sau ăn vừa có đau thượng vị đi kèm, và tỷ lệ này cũng khá lớn, có thể lên đến khoảng gần 20%. Trước đây đó thì người ta khoảng những năm đầu, những năm 2000 đó, thì người ta nghĩ rằng là cái khó tiêu chức năng thì nó có 3 cái yếu tố sinh lý bệnh chính. Đầu tiên là tăng nhạy cảm tạng. Chính cái tình trạng tăng nhạy cảm tạng này nó làm cho bệnh nhân khó tiêu chức năng bị đau, khó chịu vùng thượng vị. Một cái sinh lý bệnh thứ hai nữa, người ta nghĩ rằng là bệnh nhân khó tiêu chức năng bị giảm thích ứng đáy vị, thành ra thường bệnh nhân khó tiêu hay bị ăn mau no. Và cuối cùng là khoảng 1/3 bệnh nhân khó tiêu chức năng cũng được chứng minh là có chậm làm trống dạ dày. Thành ra thường là bệnh nhân sẽ có triệu chứng là đầy bụng sau khi ăn. Nhưng mà gần đây, những cái báo cáo gần đây người ta thấy rằng là ngoài 3 cái yếu tố này ra, nó còn những cái yếu tố khác, những cái rối loạn vận động khác ở dạ dày mà cũng được kể đến. Chẳng hạn như là bất thường hoạt động điện cơ của dạ dày, hoặc là những cái rối loạn vận động ruột, hoặc là tình trạng viêm dạ dày do H. pylori cũng góp phần gây ra cái bệnh khó tiêu chức năng.
Gần đây người ta nói rất nhiều đến cái vai trò điều hòa của hệ thần kinh trung ương đối với cái dạ dày, và người ta nói nhiều đến cái trục não ruột. Chúng ta thấy rõ ràng cái điểm này trên lâm sàng là những cái bệnh nhân mà bị có thiên chức năng thường hay kèm những cái rối loạn như là rối loạn lo âu, những cái triệu chứng của trầm cảm hoặc là stress quá mức. Và gần đây hơn thì người ta nói nhiều đến cái sinh lý bệnh của cái viêm tá tràng, đặc biệt là tình trạng tăng eosinophil ở tá tràng là một trong những cái nguyên nhân cơ chế chính có thể gây ra tình trạng có thể chức năng. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy trên hình này thì có thể chức năng là một cái vấn đề mà có rất nhiều yếu tố có phần gây nên, và rõ ràng là cái sinh lý bệnh hiện tại vẫn chưa được hiểu rõ ràng. Chúng ta chờ đợi những cái nghiên cứu sâu hơn. Một cái câu hỏi đặt ra trong thời lâm sàng đó là khi mà bệnh nhân đến với chúng ta vì cái triệu chứng khó tiêu, chẳng hạn như đau thượng vị hoặc là đầy bụng sau ăn đi, thì khi nào chúng ta nên làm nội soi? Cái khuyến cáo hiện tại á, người ta khuyên rằng là những bệnh nhân mà có triệu chứng báo động thì nên làm nội soi dạ dày. Và cái khuyến cáo theo tuổi của vùng châu Á Thái Bình Dương á, đối với Việt Nam là cái vùng mà được đánh giá là nguy cơ dạ dày ở mức thấp đến trung bình, là cái tuổi khuyến cáo là 45 đến 50. Tuy nhiên những cái báo cáo cho thấy rằng là cái triệu chứng báo động thực ra nó không có nhạy trong phát hiện ung thư cũng như là phát hiện khó tiêu. Chúng ta thấy ở đây cái độ nhạy của phát hiện ung thư nó chỉ khoảng dao động từ 0 đến 83%, và phát hiện khó tiêu thứ phát nó dao động khoảng từ 60 đến 80%. Thành ra chúng nếu chúng ta chỉ dựa vào triệu chứng báo động thường là không có đủ. Tôi dẫn ra đây một cái nghiên cứu ở khoảng 140 bệnh nhân bị ung thư dạ dày tại Bệnh viện Đại học Y Dược, thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta dựa vào cái khuyến cáo của vùng đó là bắt đầu từ 45 tuổi chúng ta mới nội soi đó, thì chúng ta sẽ bỏ sót khoảng 26% bệnh, 26%. Còn nếu mà chúng ta dựa lấy cái mốc là từ 40 tuổi trở lên để chúng ta nội soi á, thì chúng ta sẽ bỏ sót khoảng 16,3%. Trong 16,3% bị ung thư dạ dày mà khởi phát dưới 40 tuổi đó, thì cái tỷ lệ có triệu chứng báo động một lần nữa chúng ta thấy là chỉ khoảng 60,8% thôi. Như vậy rõ ràng nếu chúng ta dựa vào triệu chứng báo động thì nó sẽ không có đủ. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là tại Việt Nam với những cái tình hình đặc điểm dân tộc khác so với những dân tộc khác, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chỉ định nội soi dạ dày nên đặt ra nếu thứ nhất bệnh nhân có triệu chứng báo động, thứ hai bệnh nhân trên 40 tuổi, thứ ba là bệnh nhân không có đáp ứng điều trị. Như vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là chúng ta điều trị cái chứng khó tiêu chức năng này như thế nào? Thì đầu tiên nếu mà bệnh nhân đến với chúng ta vì cái chứng khó tiêu á, thì chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân về điều chỉnh chế độ ăn và lối sống. Sau đó chúng ta sẽ tìm và diệt trừ H. pylori. Thì cái slide này bàn về cái mối liên quan giữa Helicobacter pylori và chứng khó tiêu. Thì đầu tiên người ta nhận thấy rằng á, H. pylori là nguyên nhân của khoảng 5% các trường hợp khó tiêu trong cộng đồng, tỷ lệ cũng không phải là quá cao. Cái hiệu quả diệt trừ HP á, đã được chứng minh. Chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ tương đối ở đây nó khoảng 0,91, thấp thôi nhưng mà nó có. Và người ta thấy rằng là những bệnh nhân mà bị cái hội chứng đau thượng vị á, thì thường là khi chúng ta điều trị diệt trừ HP nó sẽ có đáp ứng tốt hơn so với những bệnh nhân bị hội chứng khó chịu sau ăn. Một cái điểm đặc biệt nữa khi chúng ta điều trị diệt trừ HP á, thì chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ bị loét và ung thư dạ dày. Và thực ra cho đến hiện tại đó thì cái điều trị diệt trừ HP là cái điều trị nguyên nhân tốt nhất mà chúng ta hiện có trong tay. Tất cả những cái điều trị khác chỉ là điều trị triệu chứng cho bệnh nhân thôi. Tuy nhiên chúng ta chưa có cái tiêu chuẩn dự đoán bệnh nhân nào sẽ được cải thiện sau tiệt trừ. Thành ra sau khi tiệt trừ Helicobacter pylori ở bệnh nhân khó tiêu á, chúng ta bắt buộc phải theo dõi bệnh nhân như trên cái lưu đồ. Nếu như mà sau khi chúng ta tiệt trừ mà triệu chứng của bệnh nhân cải thiện, và nếu nó cải thiện kéo dài từ 6 đến 12 tháng, thì chúng ta khẳng định đây là một tình trạng khó tiêu do HP. Còn nếu mà sau khi chúng ta điều trị tiệt trừ rồi mà triệu chứng bệnh nhân không cải thiện, hoặc là nếu nó có cải thiện nhưng mà nó cải thiện trong thời gian quá ngắn dưới 6 tháng và triệu chứng nó tái phát trở lại, thì chúng ta vẫn xem đây là khó tiêu chức năng và có nhiễm HP. Sau khi chúng ta điều trị tiệt trừ HP rồi đó, thì chúng ta sẽ tiếp đến một bước là chúng ta sẽ chia ra bệnh nhân bị hội chứng khó chịu sau ăn hay bệnh nhân bị hội chứng đau thượng vị. Nếu bệnh nhân bị hội chứng khó chịu sau ăn thì cái thuốc đầu tay được sử dụng đó là những cái thuốc trợ vận động tiêu hóa. Còn nếu bệnh nhân bị hội chứng đau thượng vị thì cái thuốc đầu tay được sử dụng đó là các thuốc ức chế tiết axit, và chúng ta có thể điều chỉnh, tức là chúng ta có thể thay đổi thêm các cái thuốc này nếu như một trong hai thuốc không có đáp ứng. Bàn về các thuốc trợ vận động tiêu hóa hay còn gọi là các prokaryotic đó, thì chúng ta có bốn cái nhóm prokaryotic thường sử dụng trên thị trường, đó là các cái thuốc đối vận thụ thể dopamine D2, các cái thuốc đồng vận thụ thể 5HT4, các cái thuốc đồng vận thụ thể motilin và các cái thuốc đồng vận thụ thể ghrelin.
Thì thực ra ở Việt Nam thì chúng ta có hai cái nhóm là đối bận cụ thể dopamine D2 và đồng bận cụ thể 5HT4 là chúng ta thường sử dụng. Trong đó chúng ta thấy xét về cái nhóm mà đối bận cụ thể dopamine D2 đó, thì cái metoclopramide và domperidone thì do cái có nhiều tác dụng phụ thành ra thường ít được khuyến cáo sử dụng trong thời gian kéo dài. Levosibrid cũng là một cái thuốc có tác dụng trợ hoạt động tiêu hóa nhưng mà sử dụng cũng có nhiều tác dụng phụ thành ra cũng ít được sử dụng kéo dài. Ngược lại thì cái etoprid là một cái thuốc ít tác dụng phụ và cũng có hiệu quả, thành ra cũng thường được sử dụng trong thực hành lâm sàng. Và đối với những thuốc mà đồng vận thụ thể 5HT4 đó, thì chúng ta có hai cái thuốc được sử dụng từ rất lâu, đó là sisapride và tegaserod. Tuy nhiên hai cái thuốc này đã bị rút khỏi thị trường do cái tác dụng phụ trên tim mạch. Hiện tại thì chúng ta có một cái thuốc thường sử dụng ở Việt Nam, đó là mosapride, và cái thuốc khác thì hiện tại là không có mặt ở thị trường Việt Nam, đó là lucaprolide. Thì khi mà sử dụng các thuốc đồng vận thụ thể 5HT4 thì chúng ta rất là lo lắng cái tác dụng phụ trên tim mạch. Thì chúng ta nhìn ở đây là cái bảng này cho thấy cái vị trí tác động của các thuốc đồng vận 5HT4 trên các cái thụ thể của serotonin. Thì chúng ta thấy là hai cái thuốc sisapride và tegaserod ngoài tác động trên thụ thể 5HT4, nó còn tác động trên thụ thể 5HT1 và thụ thể HERG. Thì chính vì cái tác động trên thụ thể 5HT1 và thụ thể HERG này, người ta cho rằng đó là nguyên nhân gây ra cái chuyện là làm rối loạn nhịp và tăng nguy cơ thiếu máu cục bộ của sisapride và tegaserod. Thành ra hai cái thuốc này đã được rút khỏi thị trường. Các cái thuốc khác chúng ta có thể thấy ở đây, chẳng hạn như mosapride hay là lucaprolide, thì là những cái thuốc tác động tương đối là chọn lọc trên 5HT4, thành ra là không có tác dụng phụ trên tim mạch và chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng. Bàn về các thuốc trợ vận động tiêu hóa trong khối tiêu chức năng á, thì khoảng năm 2019 chúng ta có một cái systematic review và meta analysis cho thấy rằng là từ những cái bằng chứng hiện tại đó, thì các cái thuốc trợ vận động tiêu hóa hiệu quả ở cả hai sub tiết của khối tiêu chức năng và không có sự khác biệt giữa các thuốc trợ vận động tiêu hóa trong khả năng giúp cải thiện triệu chứng của bệnh nhân khó tiêu chức năng. Thì mosapride là một cái thuốc tương đối là an toàn và hiệu quả trong điều trị khó tiêu. Thì ở đây chúng tôi dẫn ra đây một cái nghiên cứu khoảng hơn 600 bệnh nhân, người ta dùng mosapride với lại dùng teprenol. Teprenol là một cái thuốc gia tăng cái khả năng bảo vệ niêm mạc của dạ dày. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy là mosapride nó giúp cải thiện triệu chứng khó tiêu cả hội chứng đau thượng vị lẫn hội chứng khó chịu sau ăn. Và gần đây khoảng năm 2020 đó, thì chúng ta có một cái khuyến cáo của Hàn Quốc cho thấy rằng là mosapride là một cái thuốc không làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và có thể là một lựa chọn tốt trong điều trị khó tiêu chức năng. Bàn về BVI trong khó tiêu chức năng đó, thì chúng ta có một cái phân tích gộp từ 25 nghiên cứu ngẫu nhiên với một cỡ mẫu khá lớn là gần 8.500 bệnh nhân, thì cho thấy là BVI giúp cải thiện triệu chứng khó tiêu chức năng ở cả hai cái hội chứng khó chịu sau ăn và hội chứng đau thượng vị. Và một điều đặc biệt là không có sự khác biệt giữa các loại BVI và cái liều BVI. Thành ra các khuyến cáo hiện tại người ta khuyên rằng là đối với BVI chúng ta nên dùng là một lần một ngày, thời gian là khoảng 4 đến 8 tuần sau khi chúng ta tiệt trừ HB, hoặc là nếu bệnh nhân có HB âm tính. Nếu mà chúng ta dùng sau 8 tuần mà bệnh nhân không có đáp ứng thì người ta khuyên là chúng ta không nên tăng liều, do cái hiệu quả 2 lần một ngày thì nó tương đương với việc dùng một lần một ngày. Và một điểm nữa là nếu bệnh nhân có đáp ứng thì chúng ta có thể dùng kéo dài cho người bệnh nhân, và sau 6 đến 12 tháng chúng ta sẽ đánh giá lại để chúng ta xem xét sự cần thiết có cần dùng tiếp BVI hay không để giảm thiểu cái việc cần dùng BVI lâu dài. Như vậy sau khi mà chúng ta điều trị tiệt trừ HB, sau khi chúng ta cho các thuốc trợ vận động tiêu hóa hoặc các thuốc ức chế axit, nếu bệnh nhân có đáp ứng thì chúng ta điều trị duy trì, còn nếu bệnh nhân không có đáp ứng thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc khác. Đối với cái nhóm khó chịu sau ăn thì thường người ta sẽ dùng các thuốc làm giãn đáy vị mà hiện tại chưa có thị trường Việt Nam, hoặc là mirtazapine. Thì mirtazapine là một cái thuốc rất là hiệu quả đối với những bệnh nhân mà có hội chứng khó chịu sau ăn mà kẹp sụt cân. Khi mà chúng ta cho thuốc vào thì bệnh nhân sẽ ăn rất là tốt và thường là bệnh nhân sẽ thấy được sự tăng lên ký. Đối với hội chứng khó chịu sau ăn, nếu bệnh nhân không đáp ứng với các thuốc ức chế tiết axit và sau khi chúng ta thêm cái thuốc trợ vận động tiêu hóa mà bệnh nhân vẫn không đáp ứng, thì cái thuốc được lựa chọn tiếp theo là các nhóm thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Còn nếu mà bệnh nhân vẫn không đáp ứng nữa thì chúng ta sẽ tiến đến các cái điều trị theo kinh nghiệm. Thì cái slide này cho thấy các cái thuốc điều hòa thần kinh thường được sử dụng trong các cái rối loạn dạ dày ruột. Thì ở đây chúng ta thấy là các cái thuốc mà chống trầm cảm 3 vòng, chẳng hạn như amitriptyline, chúng ta cũng rất thường sử dụng, thì thường là những cái lựa chọn đầu tay trong điều trị đau. Và những cái thuốc về chống trầm cảm mà 4 vòng đó, chẳng hạn như mirtazapine, là những cái thuốc được ưu tiên lựa chọn trong những cái tình huống mà có đầy bụng sau ăn hoặc là buồn nôn nôn, và đặc biệt nếu như bệnh nhân có
sụt cân. Còn những cái thuốc Transodon thì chúng ta có thể sử dụng ở những bệnh nhân có những cái rối loạn về giấc ngủ. Cái thuốc SSRI chúng ta hay sử dụng chẳng hạn như paroxetine hoặc là sertraline sẽ có vai trò nếu bệnh nhân có những cái rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm. Tiếp theo chúng tôi xin trình bày về cái liệt nhẹ dạ dày hay còn gọi là gastroparesis. Thì liệt nhẹ dạ dày được định nghĩa dựa trên sự xuất hiện triệu chứng lâm sàng ở những bệnh nhân có cái bằng chứng chậm làm trống dạ dày sau khi chúng ta đã loại trừ các cái tắc nghẽn cơ học. Thì cũng giống như có tí chức năng, liệt nhẹ dạ dày là một cái bệnh mãn tính, thành ra cái triệu chứng thường nó sẽ kéo dài trên 3 tháng. Và ở cái định nghĩa này thì nó sẽ loại trừ ra những cái bệnh nhân mà có chậm làm trống dạ dày, tuy nhiên nó lại không có triệu chứng trên lâm sàng. Và điều này cũng rất là thường gặp ở những bệnh nhân đái tháo đường. Liệt nhẹ dạ dày là một vấn đề không phải là quá thường gặp trong thực hành lâm sàng. Cái tỷ lệ hiện mắt chúng ta thấy ở đây là khoảng 13,8 trên 100.000 dân và thường là nữ gặp nhiều hơn nam. Tuy là một vấn đề ít gặp nhưng mà nếu mà gặp phải thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nhân. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải có cái bài trình bày ngày hôm nay. Tiên lượng của cái liệt nhẹ dạ dày thì nó tùy thuộc vào nguyên nhân. Một trong những cái chuyện mà chúng ta cũng rất là hay hiểu lầm đó, chúng ta nghĩ rằng là nếu bệnh nhân đã được chẩn đoán liệt dạ dày thì là nó sẽ không hồi phục. Mà người ta thấy rằng là cái liệt nhẹ dạ dày có thể hồi phục, đặc biệt là những bệnh nhân mà sau cái đợt viêm dạ dày ruột do siêu vi. Và chúng ta cũng chưa có bằng chứng rõ ràng là liệt nhẹ dạ dày có thể làm tăng tử vong, tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nhân nếu đó là những cái tình trạng liệt nhẹ dạ dày mức độ nặng. Bàn về cái bệnh sinh của liệt nhẹ dạ dày đó thì chúng ta thấy rằng là những cái báo cáo cho không phải lúc nào cũng cho thấy rằng là chậm làm trống dạ dày nó có tương quan chặt chẽ với cái triệu chứng lâm sàng xuất hiện trên người bệnh nhân. Thành ra các cái báo cáo gần đây cho thấy là ngoài cái chậm làm trống dạ dày thì có thể nó còn có những cái rối loạn khác ở trong dạ dày góp phần gây ra cái triệu chứng của bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày. Chẳng hạn như trên hình này chúng ta có thể thấy như là bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày có thể có những cái rối loạn về giảm kích thước đáy vị, những cái rối loạn về hoạt động ở trong dạ dày, hoặc là những cái tình trạng giảm chức năng của thần kinh 10, cũng như là những cái rối loạn ở vùng môn vị và những cái rối loạn và nhu động của cái ống tiêu hóa dưới, góp phần gây ra cho bệnh nhân liệt dạ dày có khá là nhiều cái triệu chứng và ảnh hưởng rất nặng nề đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nhân. 90% nguyên nhân của liệt nhẹ dạ dày là do đái tháo đường sau phẫu thuật hoặc là vô căn, mà trong đó trong cái nhóm vô căn đó thì một tỷ lệ không nhỏ bệnh nhân gặp sau những cái đợt viêm dạ dày ruột do siêu vi. Những nguyên nhân khác hiếm gặp hơn của liệt nhẹ dạ dày và thỉnh thoảng cũng có thể gặp, chẳng hạn như những bệnh lý thần kinh như là Parkinson, hoặc là những bệnh lý mô liên kết như là xơ cứng bì hoặc là suy giáp. Trong đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một cái nguyên nhân đó là thuốc, tại vì cái việc mà sử dụng những cái thuốc không hợp lý có thể làm tăng thêm cái tình trạng liệt nhẹ dạ dày của bệnh nhân. Những cái thuốc được chứng minh làm ảnh hưởng đến cái chậm làm trống dạ dày bao gồm những cái thuốc giảm đau giống opioid, các thuốc chống trầm cảm ba vòng, các cái thuốc chặn trên canxi ở chế alpha như là osteotip là những cái thuốc mà làm ảnh hưởng đến cái sự làm trống dạ dày của người bệnh nhân. Thì trong cái nhóm nguyên nhân này thì cái đái tháo đường là một trong những nguyên nhân thường gặp trong thực tế lâm sàng ở bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày. Thì chúng tôi sẽ có một cái slide trình bày về mối liên quan của liệt nhẹ dạ dày và đái tháo đường. Thì thực ra cái tỷ lệ liệt nhẹ dạ dày ở bệnh nhân đái tháo đường là cũng không cao. Những cái nghiên cứu theo dõi sau 10 năm á, chúng ta thấy là khoảng 5,2% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, khoảng 1% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 bị liệt nhẹ dạ dày, so với cái nhóm chứng là chỉ có khoảng 0,2% thôi. Do đó chúng ta thấy là cũng không phải là quá thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường. Tổn thương gây ra cái liệt nhẹ dạ dày ở bệnh nhân đái tháo đường là do nhiều cơ chế, trong đó có hai cơ chế quan trọng mà người ta nói nhiều, đó là những cái tăng đường huyết mãn tính gây tổn thương thần kinh, trong đó làm tổn thương dây thần kinh 10 chi phối dạ dày. Thứ hai là giảm số lượng tế bào collagen ở dạ dày. Ngoài ra có thể có những cái cơ chế khác, chẳng hạn như những cái tăng đường huyết mãn tính có thể làm tổn thương cơ dạ dày, cũng có thể làm tăng tình trạng liệt nhẹ dạ dày. Ngoài cái tăng đường huyết mãn tính thì những cái tăng đường huyết cấp tính cũng có thể gây tình trạng chậm làm trống dạ dày, và điều này chúng ta cũng thấy rất rõ trong cái tình huống chẳng hạn như đối với những bệnh nhân mà chúng ta dùng corticoid liều cao. Bệnh nhân có tăng đường huyết cấp tính thì chúng ta thấy là bệnh nhân, nếu mà chúng ta đặt sau dạ dày, chúng ta thấy là cái thường xuyên chúng ta cũng phải đối phó với cái chuyện là dịch tồn lưu trong dạ dày. Thường thì liệt nhẹ dạ dày ở bệnh nhân đái tháo đường sẽ được nghĩ đến đối với những bệnh nhân đã được chẩn đoán đái tháo đường nhiều năm kèm theo những cái biến chứng của mạch máu nhỏ, chẳng hạn như biến chứng trên mắt, biến chứng trên thận, và bệnh nhân xuất hiện những cái triệu chứng của liệt nhẹ dạ dày trong thời gian kéo dài trên 3 tháng.
đó là những cái bằng chứng giúp chúng ta gợi ý rằng bệnh nhân có thể bị cái biến chứng này. Điều nhẹ như vậy nó sẽ làm cho đường huyết của bệnh nhân ở bệnh nhân đái tháo đường rất khó kiểm soát, và nó làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt là đường huyết sau ăn. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta ăn vào đó, thì nếu mà chúng ta tiêu hóa bình thường thì cái thức ăn nó sẽ xuống được tá tràng. Trong khi những bệnh nhân mà liệt nhẹ dạ dày thì thức ăn nó cứ nằm ở dạ dày và nó không xuống được tá tràng. Trong khi đó thì sau khi chúng ta ăn thì chúng ta vẫn chích insulin. Đó là lý do giải thích tại sao những bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày thì thường tăng nguy cơ bị hạ đường huyết, đặc biệt là đường huyết sau ăn, nếu chúng ta có dùng insulin. Và một điểm nữa là bệnh thường tiến triển kéo dài dù chúng ta có cố gắng kiểm soát đường huyết. Bàn về các cái triệu chứng lâm sàng của liệt nhẹ dạ dày đó thì người ta chia làm hai nhóm chính. Đầu tiên là các cái triệu chứng về tiêu hóa, thì các cái báo cáo, các cái đồng thuận gần đây cho thấy là cái triệu chứng chính của liệt nhẹ dạ dày đó là buồn nôn và nôn, với tỷ lệ xuất hiện khá là thường xuyên. Chúng ta thấy là khoảng 93% bệnh nhân có buồn nôn và hơn 80% bệnh nhân có nôn. Những cái triệu chứng khác đi kèm chúng ta cũng có thể gặp, chẳng hạn như là ăn mau no, chứng bụng, đầy bụng sau ăn, hoặc là đau bụng ở nóng. Ngoài các triệu chứng tiêu hóa thì bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày cũng có thể có các triệu chứng khác, chẳng hạn như những bệnh nhân mà liệt nhẹ dày mức độ nặng có thể có suy dinh dưỡng, sụt cân. Đối với những bệnh nhân đái tháo đường thì có thể là làm khó kiểm soát đường huyết hoặc là tăng nguy cơ hạ đường huyết sau ăn. Và rất nhiều bệnh nhân liệt nhẹ dày có đi kèm những cái rối loạn về tâm thần kinh, chẳng hạn như trầm cảm và lo âu. Một cái điểm mà rất nhiều người thắc mắc đó là liệu rằng khi mà chúng ta nội soi dạ dày mà chúng ta thấy còn thức ăn trong dạ dày thì có giúp chúng ta chẩn đoán được là bệnh nhân bị liệt nhẹ dạ dày hay không? Thì chúng tôi dẫn ra đây một cái nghiên cứu trên khoảng hơn 430 trường hợp còn thức ăn trong dạ dày. Thì trong nếu mà chúng ta làm cái chẩn đoán á, thì chúng ta thấy có khoảng 25% là có tắc nghẽn và 75% là không có tắc nghẽn. Và 1/3 trong số 75% này được làm các cái xét nghiệm để đánh giá cái chậm lành trống dạ dày á, thì có khoảng 75% bệnh nhân có chậm lành trống dạ dày. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng là nếu bệnh nhân còn thức ăn nhiều trong dạ dày sau khi chúng ta đã nhịn đói 12 tiếng để chúng ta làm nội soi, thì nếu chúng ta loại trừ tắc nghẽn thì cái xác suất mà chúng ta có bị cái liệt nhẹ dạ dày là khá là cao. Ngược lại, ở chiều ngược lại, nếu những bệnh nhân mà có bằng chứng chậm làm trống dạ dày trên các cái xét nghiệm thì người ta thấy rằng là chỉ có khoảng 27% là còn thức ăn trong dạ dày. Như vậy rõ ràng còn thức ăn trong dạ dày nếu có là một dấu hiệu gợi ý coi chừng chúng ta có chậm làm trống dạ dày, nhưng mà nếu mà không có thì không giúp chúng ta loại trừ được cái chuyện chậm làm trống dạ dày. Bàn về cái chẩn đoán liệt, bàn về cái cách chẩn đoán cái chứng liệt nhẹ dạ dày đó, thì đầu tiên gặp những bệnh nhân mà buồn nôn nôn kéo dài trên 3 tháng, chúng ta phải loại trừ cái nguyên nhân tắc nghẽn bằng nội soi tiêu hóa trên. Và trong một số trường hợp nếu chúng ta nghĩ rằng cái tắc nghẽn ở phía sau dạ dày thì chúng ta phải sử dụng những cái chẩn đoán hình ảnh khác, chẳng hạn như CT scan bụng. Sau đó chúng ta phải xác định bệnh nhân có tình trạng chậm làm trống dạ dày, và cái xét nghiệm tiêu chuẩn vàng ở đây là nhấp nháy đồ trong vòng 4 giờ. Những cái xét nghiệm khác như là PrEP test cũng có thể được khuyến cáo sử dụng. Thì rất tiếc cho đến hiện tại là các cái xét nghiệm này vẫn chưa có ở Việt Nam. Thì trong tình huống thực tế Việt Nam á, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc chẩn đoán á, nó sẽ dựa vào đầu tiên là bệnh nhân có buồn nôn và nôn là triệu chứng chính của bệnh nhân. Và cái triệu chứng chính này nó kéo dài trên 3 tháng. Cộng với là bệnh nhân có một số cái yếu tố nguy cơ, chẳng hạn bệnh nhân có đái tháo đường lâu năm kèm theo những cái biến chứng trên mạch máu nhỏ, hoặc là bệnh nhân có những cái phẫu thuật của cái dạ dày. Sau đó chúng ta cố gắng loại trừ những cái tắc nghẽn cơ học. Và nếu mà chúng ta làm nội soi thì chúng ta thấy cho bệnh nhân nhịn đói 12 giờ mà vẫn còn thức ăn trong dạ dày thì chúng ta có thể gợi ý thêm, tuy nhiên nó không phải là một cái xét nghiệm, một cái tiêu chuẩn để thay thế được cái nhắc cái đồ trong 4 giờ. Chúng ta thấy rằng là liệt nhẹ dạ dày và khó tiêu chức năng có rất nhiều triệu chứng trùng với nhau, chẳng hạn như buồn nôn, nôn, nóng rát thượng vị, đau thượng vị. Thì thực tế người ta thấy rằng là khoảng 1/3 bệnh nhân khó tiêu chức năng á, nếu mà chúng ta làm cái lắp đánh đồ đó thì chúng ta thấy là có tình trạng chậm làm trống dạ dày. Và ngược lại, những bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày á, trong 100 bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày á, thì có khoảng hơn 80% họ tiêu chuẩn Romba chẩn đoán khó tiêu chức năng, và đặc biệt là những bệnh nhân bị hội chứng khó chịu sau ăn, chẳng hạn như là đầy bụng sau ăn và ăn mau no. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta chẩn đoán phân biệt được hai cái tình trạng này trong thực tế lâm sàng, thì cái slide tiếp theo sẽ giải thích cái chuyện này. Nếu bệnh nhân đến với chúng ta vì những cái triệu chứng chính, chẳng hạn như đầy bụng sau ăn, ăn mau no, hoặc là đau thượng vị, hoặc nóng rát thượng vị, thì chúng ta làm nội soi, và nếu nội soi bình thường thì chúng ta chẩn đoán bệnh nhân có bị chứng khó tiêu chức năng. Và nếu chúng ta có làm cái test gọi là chậm làm trống dạ dày, nếu có chậm làm trống dạ dày thì chúng ta khẳng định bệnh nhân là khó tiêu chức năng kèm theo chậm làm trống dạ dày.
Còn nếu cái chết chậm lành trong dạ dày bình thường thì chúng ta gọi là khó tiêu chức năng với chậm lành trong dạ dày bình thường. Ngược lại, nếu bệnh nhân đến với chúng ta vì cái triệu chứng chính là buồn nôn và nôn, và sau khi chúng ta làm nội soi cũng như các cái chẩn đoán hình ảnh khác để chúng ta loại trừ nguyên nhân tắc nghẽn, chúng ta ship bệnh nhân vào nhóm là các cái rối loạn buồn nôn và nôn mãn tính. Và nếu chúng ta làm cái xét nghiệm chậm lành trong dạ dày á, thì nếu mà có chậm lành trong dạ dày thì chúng ta xác định đó là bệnh nhân bị cái tình trạng là liệt nhẹ dạ dày. Ngược lại, đối với những bệnh nhân mà làm xét nghiệm chậm lành trong dạ dày mà bình thường thì chúng ta ship vào nhóm là buồn nôn và nôn mà không có tình trạng chậm lành trong dạ dày. Bàn về cái điều trị liệt nhẹ dạ dày thì chúng ta thấy rằng là cái triệu chứng chính của bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày là buồn nôn và nôn, thành ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc hấp thu các cái chất dinh dưỡng. Thành ra đối với bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày thì điều quan trọng nhất đầu tiên là chúng ta phải tính cái chuyện bù dịch và điện giải cho người bệnh nhân, đồng thời phải hỗ trợ dinh dưỡng và điều chỉnh cái chế độ ăn cho bệnh nhân để bệnh nhân có được một cái chế độ ăn phù hợp. Sau đó chúng ta phải tránh dùng các cái thuốc làm nặng thêm tình trạng liệt nhẹ dạ dày. Và cụ thể ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh các cái thuốc chẳng hạn như uống giảm đau opioid hoặc là các thuốc chặn cân canxi, chặn cân alpha, chúng ta phải tính chuyện sử dụng những cái thuốc khác thay thế. Chúng ta phải cố gắng kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân thiệt tốt. Nếu bệnh nhân có đái tháo đường thì chúng ta biết rằng là đường huyết tăng cao nó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ chậm lành trong dạ dày cho người bệnh nhân. Các cái thuốc điều trị hiện tại á, thì hai cái thuốc được khuyến cáo nhiều nhất đó là cái nhóm trợ vận động tiêu hóa và cái thuốc chống nôn. Ngoài ra chúng ta có những cái biện pháp khác, chẳng hạn như chúng ta tiêm độc tố botulinum, hoặc là chúng ta điều trị kích thích điện dạ dày, hoặc là chúng ta phẫu thuật tạo hình, hoặc là cắt cơ môn vị, hoặc là cắt luôn dạ dày. Nhưng mà các biện pháp điều trị khác này thì thường là ít được khuyến cáo. Chỉ khi nào chúng ta điều trị tối đa bằng dinh dưỡng, bằng kiểm soát đường huyết, bằng dùng thuốc không hiệu quả thì chúng ta mới tính đến những cái biện pháp khác này. Bàn về cái chuyện hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân liệt nhẹ dạ dày đó, thì chúng ta thấy là cái dinh dưỡng đường miệng vẫn là phương tiện được khuyến cáo đầu tiên. Và người ta khuyên chúng ta bốn chuyện. Thứ nhất là chúng ta cố gắng chia nhiều bữa nhỏ và giảm lượng thức ăn mỗi bữa để cho người bệnh nhân có thể tiêu hóa dễ hơn. Thứ hai, do chất béo và chất xơ là những cái thuốc, những cái chất mà chặt tăng cái nguy cơ chậm lành trong dạ dày, thành ra là người ta khuyên là chúng ta nên giảm chất béo, giảm chất xơ, và chúng ta thay vào đó chúng ta nên ăn những cái thức ăn lỏng giàu năng lượng thay vì những thức ăn đặc khó tiêu hóa. Và một điểm đó người ta khuyên mình là chúng ta cố gắng nhai kỹ, nghiền nhỏ thức ăn và chúng ta tránh nằm ngay sau khi chúng ta ăn. Nếu mà chúng ta dinh dưỡng qua đường miệng không hỗ trợ được bệnh nhân và bệnh nhân vẫn còn sụt cân nhiều, bệnh nhân không dung nạp được cái chuyện dinh dưỡng qua đường miệng, thì chúng ta phải tính cái chuyện dinh dưỡng qua ruột. Hoặc là nếu bệnh nhân vào viện với những tình trạng quá nặng, siêu kiệt quá nhiều, thì có thể chúng ta phải dinh dưỡng tĩnh mạch trong giai đoạn đầu, sau đó chúng ta chuyển lại dinh dưỡng qua đường miệng. Thì cái hình này cho thấy những cái cách chúng ta có thể dinh dưỡng qua ruột cho bệnh nhân. Chẳng hạn chúng ta có thể đặt một cái xông từ mũi xuống tá tràng cho bệnh nhân như cái hình màu vàng đây. Hoặc là chúng ta có thể mở dạ dày ra da, nhưng mà thay vì mở dạ dày ra da thì chúng ta mở dạ dày và hổng tràng ra da như cái hình trên đây, hoặc là chúng ta mở luôn cái hổng tràng ra da như cái hình dưới này. Về cái thuốc trong liệt nhẹ dạ dày đó, thì cái thuốc đầu tay được khuyến cáo sử dụng là cái thuốc trợ vận động tiêu hóa và cái thuốc chống nôn. Thì hiện tại bây giờ thì cái thuốc đối vận thụ thể dopamine D2 và đồng vận 5HT4 vẫn là các cái thuốc được khuyến cáo sử dụng đầu tay. Một cái thuốc mà chúng ta rất thường sử dụng trong thời lâm sàng đó là cái thuốc chế bơm đầu tông, nhưng mà bằng chứng khuyến cáo hiện tại là khuyên là chúng ta chỉ nên sử dụng cái chế bơm đầu tông nếu bệnh nhân có triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản đi kèm. Và các cái thuốc điều hòa thần kinh thì một lần nữa chúng ta thấy là mirtazapine có vai trò hiệu quả cải thiện buồn nôn và nôn, đặc biệt ở những bệnh nhân có sụt cân. Còn các cái thuốc khác chẳng hạn như là chống trầm cảm ba vòng hoặc là các thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin thì chưa có nghiên cứu. Bàn về các cái thuốc trợ vận động tiêu hóa đó, thì đối với những cái thuốc đối vận thụ thể dopamine D2 đó, thì riêng metoclopramide đó thì FDA cho phép chúng ta dùng dưới 12 tuần trong liệt nhẹ dạ dày. Domidon nếu chúng ta muốn sử dụng lâu dài thì khuyến cáo của trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ khuyên là chúng ta nên theo dõi QTC trước khi chúng ta sử dụng và sau khi chúng ta sử dụng. Để nếu mà QTC tăng lên thì chúng ta phải ngưng Domidon. Thì hai cái thuốc này chúng ta biết là ở Việt Nam thì chúng ta không được phép sử dụng lâu dài theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Một lần nữa thì Atopride là một cái thuốc không có tác dụng phụ tĩnh mạch, thành ra là cũng là một lựa chọn có thể xem xét ở những bệnh nhân có liệt nhẹ dạ dày. Đối với những cái thuốc mà đồng vận thụ thể 5HT4 thì cái Mosapride là một lần nữa là những cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng do rất ít tác dụng phụ trên tim mạch. Còn cái Glucalopride chủ yếu hiện tại được dùng trong cái điều trị táo bón. Tuy nhiên chúng ta có những cái nghiên cứu gần đây cho thấy là Glucalopride có thể hiệu quả đối với cái chậm lành trong dạ dày, thành ra chúng ta có thể xem xét sử dụng.
những cái thuốc đồng vận motilin chẳng hạn như erythromycin hoặc là đồng vận thụ thể ghrelin á, thì thường là chúng ta chưa có nhiều nghiên cứu, chúng ta chờ thêm những cái nghiên cứu này. Hiện tại thì chúng ta sử dụng chủ yếu là các thuốc đối vận thụ thể dopamine D2 hoặc là đồng vận thụ thể 5HT4. Mosaprine là một cái thuốc đã được chứng minh làm cải thiện cái thời gian làm trống dạ dày. Chúng ta thấy ở đây là nếu chúng ta dùng Mosaprine so với giả dược đó, thì cái nhóm dùng Mosaprine thì cái thời gian làm trống dạ dày ở đây nó chỉ khoảng 13,5 phút, so với cái nhóm giả dược là nhóm chứng là khoảng 34 phút. Thì sự khác biệt này là có gì thống kê. Bàn về cái thuốc chống nôn á, thì chúng ta thấy là thuốc chống nôn hiện tại thì chúng ta có ba cái thuốc chống nôn chính, đó là đối vận thụ thể dopamine D2, đồng vận thụ thể 5HT3 và đồng vận thụ thể NK1. Thì cái thuốc đồng vận thụ thể NK1 này hiện tại chưa có Việt Nam. Thì các thuốc đối vận thụ thể dopamine D2 một lần nữa chúng ta thấy là metoclopramide và domperidone thì thường ít được sử dụng kéo dài. Thì thay vào đó, nếu bệnh nhân có nôn máu kéo dài, chúng ta có thể xem xét sử dụng các thuốc đồng vận thụ thể 5HT3 như là oraxetron chẳng hạn. Hình này cho thấy cái lưu đồ giúp chúng ta chẩn đoán và điều trị liệt nhẹ dạ dày. Đầu tiên, nếu những bệnh nhân mà có những cái yếu tố nguy cơ chẳng hạn như có đái tháo đường, có phẫu thuật dạ dày, có những cái sử dụng những cái thuốc như bị gây tăng nguy cơ chậm làm trống dạ dày, những cái bệnh lý thần kinh, thì nếu bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn và nôn kéo dài trên 3 tháng thì chúng ta sẽ làm những cái xét nghiệm để loại trừ tắc nghẽn chẳng hạn như là nội soi dạ dày hoặc là những cái xét nghiệm nó lạnh như là CT scan. Sau đó chúng ta sẽ làm những cái xét nghiệm về đánh giá chậm làm trống dạ dày, và khuyến cáo nhiều nhất vẫn là cái scintigraphy. Hiện tại ở Việt Nam chưa có cái các cái xét nghiệm này, thì thay vào đó chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái chuyện mà chúng ta có thể sử dụng đó là chúng ta đánh giá cái chuyện là còn thức ăn trong dạ dày sau khi bệnh nhân nhịn đói 12 giờ khi chúng ta nội soi. Nếu mà chúng ta xác định được bệnh nhân có liệt nhẹ dạ dày rồi đó, thì việc đầu tiên là chúng ta phải điều chỉnh lại chế độ ăn, và cái chế độ ăn đường miệng vẫn là cái khuyến cáo đầu tiên. Sau đó các cái thuốc được khuyến cáo sử dụng nhiều nhất cho đến hiện tại vẫn là các thuốc trợ vận động tiêu hóa và thuốc chống nôn, đặc biệt là những cái thuốc đối vận thụ đồng vận thụ thể 5HT4 hoặc là đối vận thụ thể dopamine D2 là được khuyến cáo nhiều nhất. Các cái thuốc BDI chỉ được sử dụng nếu bệnh nhân có triệu chứng trào ngược đi kèm. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với những biện pháp này thì chúng ta có thể xem xét sử dụng những cái thuốc điều hòa thần kinh. Nếu không đáp ứng nữa thì chúng ta mới sử dụng những cái điều trị khác chẳng hạn như tim độc tố botulinum hoặc là kích thích điện dạ dày hoặc là phẫu thuật. Thì kính thưa quý vị đồng nghiệp, để tóm lại cái bài trình bày ngày hôm nay đó, thì chúng tôi có một số cái điểm chúng tôi muốn gửi đến quý đồng nghiệp. Đầu tiên á, là khó tiêu chức năng và liệt nhẹ dạ dày là hai cái rối loạn vận động dạ dày tương đối là thường gặp. Đối với khó tiêu chức năng á, thì bốn cái triệu chứng chính là ăn mau no, đầy bụng sau ăn, đau hay là nóng rát thượng vị. Và chúng tôi nghĩ rằng là trong cái tình hình thực tế Việt Nam á, thì những bệnh nhân khởi phát triệu chứng trên 40 tuổi có triệu chứng báo động hoặc là không đáp ứng với điều trị ban đầu thì nên được nội soi dạ dày. Tìm và điều trị tiền sử HP là một cái điều trị nguyên nhân tốt nhất hiện tại đối với chứng khó tiêu chức năng, mà chúng tôi nghĩ rằng là HP nên được tầm soát ở những bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu, và nếu bị nhiễm thì chúng ta nên sử dụng thuốc để điều trị tiền sử. Prokinetic và BDI vẫn là các lựa chọn đầu tay khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân khó tiêu chức năng. Về liệt dạ dày thì trong tình hình thực tế Việt Nam thì những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ kèm theo triệu chứng buồn nôn nôn kéo dài trên 3 tháng và chúng ta loại trừ tắc nghẽn cơ học, chúng ta nên nghĩ đến cái chuyện đó liệt nhẹ dạ dày. Và cái ba cái điều trị quan trọng hiện tại của cái chứng liệt nhẹ dạ dày vẫn là dinh dưỡng, điều chỉnh đường huyết và các thuốc trợ vận động tiêu hóa và chống nôn. Khi mà chúng ta lựa chọn các prokinetic trong cái điều trị khó tiêu chức năng và liệt nhẹ dạ dày, do chúng ta phải điều trị thời gian lâu dài, thành ra chúng ta cần chọn những cái thuốc ít có tác dụng phụ, và Mosaprine là một cái prokinetic đã được chứng minh là không có tác dụng phụ tiêm mạch. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp và mong rằng là tất cả chúng ta đều bình an trong mùa dịch. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đặng Minh Lâm đã có cái phần chia sẻ khá lý thú và chi tiết về những cái rối loạn về vận động.